drives me mad. You're the best I never had, but I always had you through the night. Did I go too far? If I did, then I was wrong. Should've known this happens every time. Hey, xin chào, chào mừng đến với phần 2 của The Vlogging Series Zero Trip 2018. Đêm qua khi bọn mình về ấy, thì cả lũ ăn quá nhiều, kiểu bị say tôm ấy. Thằng Long nó đánh giấm bùm 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 bùm. Không ai được cười, tại vì ai cũng đánh giấm hết. Mà nó đánh giấm nhiều hơn bình thường. Mà đặc biệt là cái lúc mà ăn cái con tôm hùm cuối cùng ấy, ăn no kinh khủng luôn. Mà cái ăn mãi mãi mà không thấy hết. Đặc biệt là cái phần trứng của nó. Kiểu mình ăn xong xong rồi ăn được bao nhiêu, nó cứ đẻ thêm bấy nhiêu trứng. Ăn mãi cho hết kìa. Sáng nay bọn mình đi một địa điểm mà nó không ở trong thành phố Lisbon, nó hơi ngoại ô một chút. Nhưng mà nó ở một nơi mà rất là nổi tiếng và ai cũng đến. Nghe bảo là nếu như mà không đến sớm ấy thì sẽ phải xếp hàng rất là lâu, nên bây giờ tầm khoảng 8 rưỡi 9 giờ đã có mặt ở đây rồi. Các bạn tình nguyện viên lúc nãy bảo ấy thì bọn mình đến sai lâu đài rồi. Cái lâu đài này, cái lâu đài màu trắng. Và nó bé và nó xấu và nó... hơn rất nhiều. Bọn mình muốn đến cái lâu đài vĩ đại màu vàng cơ. Thì bây giờ mất hình như 1 tiếng rưỡi đi bộ đến, thì bây giờ bọn mình đã phải bắt xe buýt đến đấy. Chết rồi, cái khu này càng ngày càng đông người, cho nên là tẹo nữa mà kéo nhau hết đến cái lâu đài vàng thì phải xếp hàng lâu lắm. Tất cả giá rõ ràng ngay. Rồi, xe đến rồi. Thực sự dậy sớm trả điểm gì cả, cuối cùng đi lạc đường. Bây giờ đang cố đến đấy sớm nhất có thể đây, nhưng mà khả năng cao sẽ phải xếp hàng rất là lâu. Ok, bọn mình vừa mới đi xe buýt đến đây rồi. Chuyến đi mất khoảng 30 phút, cực kỳ lâu luôn. Lúc nãy ở trên xe buýt ấy và phát hiện ra là ban đầu ấy, thằng Long Lee nó hỏi đường thì nó bảo là cho tao đến National Palace. Theo họ dẫn đến cái lâu đài màu trắng, mà đáng lẽ ra phải hỏi là cho tao đến Penner Palace thì họ mới dẫn đến đây. Cho nên kinh nghiệm cho những ai mà đi Lisbon và muốn thăm cái nơi này nhá, mà chỉ muốn đến cái lâu đài màu vàng đấy, thì nhớ phải hỏi đường đi đến Penner Palace. Và thường là phải đi xe buýt đến đây mới được, chứ đi bộ là chết. Cao quá mọi người ơi. Trời đất ơi. Đúng kiểu for the gram luôn ấy. Dã man. Oh my god. Tại mình đang gặp một vấn đề ấy, đó chính là mình muốn cho em Việt quay bay lên trời. Nhưng mà không biết là ở đâu là hợp lý nhất hả? Không biết là ở đâu là sẽ gây được ít sự chú ý nhất. Thì mọi người nhìn này. Bay một phát, bây giờ phát là tất cả các máy ảnh ở đây chĩa ngay vào Việt quay luôn. Ok, bọn mình tìm được một cái khu trống này. Ở đây đỗ vài cái xe thôi. Nhưng mà thường ấy, mọi người khi mà leo lên trên này họ toàn rẽ phải hết để lên được cái lâu đài. Nhưng mà bọn mình rẽ trái ở cái lối đấy. Đúng rồi, ở đây trái có ai cả. Mình nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để có thể bán em dịch quay lên trời. Hãy chúc tôi may mắn nhá. We'll be right back.
như mọi người vừa mới thấy đấy, mình vừa mới bay em dịch quay lên phát được khoảng 10-15 phút rồi thì cảnh sát đến, và sau đấy mình sợ phải gọi là đái ra quần luôn. Tại vì ấy, mình nghe nói là những cái nước khác như kiểu hình như là ở Ý, giống như mà bay ấy là nó phạt 300 euro hay cái gì đấy. Thì mình tưởng là đại ca này đến là thôi xong rồi, thứ nhất là tịch thu dịch quay này, thứ hai là phạt tiền này, thứ ba là làm bất kỳ một cái gì đấy gây khó khăn để mình không ra được khỏi nước, không biết đi nữa hả? Thế là lúc được đến thì bạn ấy cũng khá là hiền nhỉ? Hiền. Bạn ấy khá là hiền, bảo là mày không được bay cái này lên thôi. Thì mình kiểu là ấp úng giả vờ là khách du lịch, ngơ ngơ bảo tao không biết photography, chụp ảnh, chụp photography, beautiful castle là một lâu đài rất là đẹp. Đấy, thì bọn tao chỉ muốn chụp ảnh và quay hình những cái thứ này thôi. Thì nó bảo ok vậy à, không sao đâu, mày rất là đẹp trai. Không, nhưng mà nó bảo là mày không được làm như thế, mang con drone xuống đi. Thì mình mang con drone xuống phát, thì bạn ý ok xong bắt tay bạn ý phát, thì bạn ý đi luôn. May quá không bắt xóa đi bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà lúc ấy thấy cái xe đến, mình nghĩ là chết cha rồi, có phải là cảnh sát không? Thế là pha đấy. Xong rồi cái bà trên xoài này bảo không, đó là taxi. Wow, taxi. Thế là mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, không? Cái đấy bay, thế là nó đỗ ngay bên cạnh mình. Ông cảnh sát ông đi ra giật mình. Ôi, may quá. Có hết tất cả video mình cần nói. Ok, bọn mình thật ra vừa mới về Lisbon nhưng mà mình trốn vào một cái bar để xem hiệp 2 của Argentina đá Pháp. Vì nếu mọi người còn nhớ ấy, thì tôi cổ vũ Pháp. Và cuối cùng vừa mới thắng, quá hạnh phúc luôn. Nếu mọi người còn nhớ ấy, Duy Anh ấy, Duy Anh là người mà Duy Anh thích Khanh nhưng mà không dám nói ra ấy. Đây là Khanh. Họ là Sở. Đây là Duy Anh. Họ là Nguyễn. Duy Anh thích Khanh nhưng mà không dám nói ra. Không lo, em sẽ không nói ai biết đâu. Duy Anh cổ vũ Argentina. Ok, hiện giờ mình sẽ hẹn ba người kia đến một nhà hàng, như là nhà hàng Swiss, là nhà hàng Thụy Sĩ thì phải. Tại vì hôm qua ăn đồ hải sản nhiều quá rồi nên bây giờ muốn thử một cái gì đấy mới. Và sau đấy thì mình sẽ tách đoàn nữa, mình chạy ngay lập tức đến cái quảng trường lớn nhất ở Lisbon nghe bảo đấy, để xem bóng đá. Hôm nay sẽ là Bồ Đào Nha đấu Uruguay. Come on! Xem đá bóng trận Bồ Đào Nha ở Bồ Đào Nha, lại còn World Cup nữa chứ, 4 năm một lần, lại còn có Ronaldo, có lẽ là World Cup cuối cùng Ronaldo luôn. Nên đây có lẽ là một trong những sự kiện hiếm hoi nhất và một sự kiện chắc chắn mình phải có mặt. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Đây, đố mọi người biết đây là gì? Thanks. Okay. Yeah, that's đây là tiêu. Xong rồi, giờ tôi còn 20 phút thôi. 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu, phải đi từ đây đến cái quảng trường đấy ngay lập tức. Mười phút nữa. Những cái người ở đây là tất cả những người mà kéo nhau đến quảng trường hôm nay để xem Bồ Đào Nha đá Uruguay.
Bồ Đào Nha đang thua 1-0 nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là Bồ Đào Nha sẽ thắng. Mọi người ở đây đang khá là thất vọng ấy. Nhưng mà thôi, không sao. Tại vì vẫn còn hiệp 2 phải không? Mình đang tranh thủ một số người đi đái, đi tiểu hay là đi lấy bia hay là đi về hay gì đấy. Mình chen ngay vào giữa luôn, đứng ngay giữa cái quảng trường này để xem. Ok, mình đang trên đường đi về rồi. Nói chung là rất là đáng tiếc cho Bồ Đào Nha. Mình cũng không phải là fan Bồ đâu, mình là fan Pháp phải không? Nhưng mà nói chung là mình thích Ronaldo thì lần này ủng hộ cho Bồ thôi. Ai chẳng thích Ronaldo đúng không? Chơi xoài em thích Ronaldo. Hiệp 1 lúc bị dẫn 1-0 ấy thì mọi người xung quanh rất là thất vọng phải không? Thế là đến hiệp 2 khi mà gỡ hòa, tất cả như kiểu bùng nổ luôn, không khí rất là, chung là có 1-0-2, nó rất là tuyệt vời. Và đúng là chỉ có bao giờ mà đứng ở giữa một dàn cổ động viên của một quốc gia như thế và hưởng ứng cùng cái không khí như thế thì mới hiểu được cái cảm giác đấy. Nhưng mà đúng là đoạn cuối khi mà Uruguay thắng 2-1 rồi, lúc đấy thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Mọi người cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Nhưng mà thực sự thì Uruguay rất là xứng đáng, đá rất là hay, Cavani ghi bàn quá đẹp luôn. Thôi mình nghĩ là nên kết thúc vlog tại đây. Ngày mai tầm 3-4 giờ sáng đã phải dậy rồi, bắt máy bay. Mọi người nghĩ là đi du lịch ấy thì ngủ thoải mái, phè phỡ, nghe không? Chill, relax. Mà bọn mình không bao giờ như thế cả. Khi mà đi du lịch, bọn mình lúc nào cũng dậy sớm nhất có thể để có thể đến cái nơi đấy sớm nhất, để không phải xếp hàng rồi không phải tốn thời gian, rồi có thể tận dụng cái thời gian tốt nhất có thể. Nên lúc nào cũng ở trong cái tình trạng hơi thiếu ngủ một chút, nhưng mà thưởng thức được tối đa ấy không? Vậy thôi, hey, just gonna hate, like, just gonna like, share and subscribe. Và mình hẹn mọi người phần sau nhé, phần thứ 3 của vlogging series Euro Trip 2018. Còn bây giờ thì bye bye.